Thì hiện tại mình cũng đang làm mấy cái hộp như vậy. Cái hộp này lâu lắm rồi, mình chưa làm hộp mới. Thì hôm nào mình sẽ làm cái hộp mới thì mình sẽ kiểu như vậy thôi. Các bác muốn đặt thì mình sẽ làm theo yêu cầu của các bác thôi. Nếu mà các bác cần thì mình sẽ làm cái hiển thị dung lượng ở dưới đây luôn, dung lượng bên nắp quy á, bằng cái đồng hồ mà nó có từng nấc một á, chứ không phải là cái nắp led này, nắp led báo nguồn các thứ gì á. Hoặc là bình ắc quy các bác cần công suất lớn thì đây, bơm công suất lớn thì tùy các bác. Thì sạc thì cắm ở đây sạc. Ngày trước mình làm cái hộp này thì cắm sạc này. Nó có cái cục sạc này. Sạc của nó thì khi mà sạc đầy thì nó báo màu xanh này. Nó tự động ngắt.